Hoài Thương xin kính chào quý vị. Thì rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong kênh YouTube này của mình. Thì hôm nay như mọi người thấy là mình đã có mặt tại Vinh Quang Thẻ số 1, tức là nằm ở trong bốn ngôn thẻ của Đức Phật Thầy Tây An mà Sai Đức Cố Quảng Trần Văn Thành ngày đi cấm. Thì kính thưa quý vị, thì hôm nay là Hòa Thượng đã có mặt nơi đây với những hiện vật cũng như còn ở nơi đây, thì mời quý vị chúng ta cùng với bác, đây là bác là chủ trì nơi này quý vị, thì mời quý vị chúng ta là cùng tìm hiểu với Hòa Thượng nha, cái câu chuyện ở đây là sao ha. Dạ con xin chào bác. Bác cho con phép được hỏi là nơi đây gọi là gì bác ạ? Là di chuyển thể số 1 của Dạ. thầy sẽ được của quán thánh. Dạ. Ở nơi này thì cái ông thẻ là nằm ở chỗ nào vậy ông bác? Nằm tại bàn ông thiên mà giờ lúc có dưới rồi. Nằm ở bàn ông thiên này đây. À, lúc dưới. Mà bây giờ là bị lúc ở dưới, có nghĩa là ở chỗ mà cái hòn Non Bộ hay là ở dưới chỗ bàn ông thiên luôn ông bác ạ? Ở dưới rồi ông thiên đó. Dạ, mà cái ông thẻ nó ra như thế nào vậy ông bác? Hồi đó nghe đạo nổ nói lại là hồi đó chuông tư trầm tám trên đầu có Hữu Sơn, Dạ, là cái cây đó là bằng cây lào táo phải không bác? cây là táo, Dạ, mà bây giờ một ngày là nó lặn xuống hả? cái đó Ngon là ha. ngày đất nó bồi. Dạ, đất rồi. Rồi trước là con thấy như là có một cái cây cục cờ hay là cái gì mà có hình bốn rồng đó là sao bác ạ? Cái đó là mình nói lần sau. Dạ, nhưng mà cái điển tích là nó nằm ở chỗ bàn thiên này, ngay bàn thiên xuống luôn quý vị. Thì đây là người thật, việc thật, và cũng như có như thế nào thì Hoài Thương chia sẻ cho mọi người chúng ta xem như thế đó nha quý vị. Đó, thì ở chỗ này theo như mình thấy là người ta xây lắp lại. Và cái hòn Non Bộ thì có cái nước ở trên nè. Nước đó là ngay cái thỉnh từ vô mặt rồi này kia đó, đầu từ vô mặt Dạ, rồi đó. như cầu nguyện giá hết đau hết bệnh À, ha. bệnh đó à. Tại vì mình tin tưởng Phật trời á. Dạ, thì lại cái nước có màu nhiệm Ngon ha. Dạ, rồi như con nghe nói là ở chỗ này hay chỗ nào mà nó có bị ấy, cái chỗ bàn thờ ở dưới gì ta là sao bác? vậy. Hôm nó cũng có nước văng lên Đâu mấy mới gạch. sao bác chỉ giùm con cái bác? Hôm bữa nay nó xuống lại rồi. Nó Dạ. không có gì. Dạ, ở đây thì con thấy là Tam Bảo là thờ quan thẻ số 1, quan thượng đẳng đại thần, hội đồng trăm quan. Không hổng Dạ. là nó cũng dung lên bề lên cũng vài phân gì ở đây nó xuống rồi nó còn ngon lại nè đường giữa đó À, có nghĩa là nó vung lên như thế này đây. mà nó dung lên đâu ba hai phân cao vậy đó À, rồi mà tự nhiên bây giờ nó sụt xuống như vậy. nó xuống lại vậy đó Ngộ gì cái ta? vẽ cái khác kìa cái đâu có cháu ấy gì lại Dạ đúng rồi, mà con thấy là nó không có đứt gạch luôn. không gặp chuyện đức gì đây có y nhưng không Dạ. dung lên cao phải mặt Dạ. Mà trong cái đó thì trong cái buổi tối hay là như thế nào mà nứt lên vậy bác ạ? cái đó mình không hay mình ra mình nghe nói là mà phải nghe cái nghe rồi coi ra là ấy thì mình thấy chứ không biết giờ giấc nào cái đó bữa đâu có quan tâm không biết Dạ, chỉ tại nghe vì vậy nó mình nằm dưới bàn thờ Phật Tam Bảo luôn. với tâm bảo luôn À, Phật Tam Bảo, ông thẻ số 1 ở đây luôn ta. ngày không dậy cũng không có nước nước rơi xuống cũng không có gì chân không có xảy ra chuyện gì hết trơn được sống Dạ. Có nổ ra phát tiếng gì không bác, hay là cái đó là thiếu tuyên truyền tầm bậy bạ chứ nên là không có à, nổ có nghĩa là không có nghe cái tiếng nổ lên đúng không? nó nổ thì không có đây biết đâu Dạ, không có đây không biết ha. Thấy thật sự ra luôn nè quý vị, mọi người thấy không, nứt nhô lên luôn mà ngay cái đường giữa luôn nha, ngay đường giữa bàn thờ. nghe bàn chứng quan Dạ, hàng trăm quan ha, hàng trăm quan tức là quan thượng đẳng đại thần và hàng trăm quan quý vị. Dầu không siêu cũng đặng về thần, nhờ hai chữ Trung Quân Ái Quốc. Đó. Và ở nơi đây thì như cái câu chuyện mà nó xảy ra như thế đó là có những cái điểm hay là những cái gì ở đây không bác không có nè? Dạ, mà có ai biết trước là xảy ra những việc đó không bác? chuyện là chuyện đâu biết được xảy ra trời đất chứ mình biết đâu được Dạ. cái này nó cũng như nó nói như ở nhà mình đó nó cũng có nhà có lót rồi gạch rồi lắm khi nó dinh rồi này kia rồi lắm khi nó cấn rồi này kia sau khi mình thấy có bao gạo bao lúa gì bên kia đó Dạ. nó động nó cũng có văng nó cũng có mình thấy Dạ. nữa mà vô đây thì nó lấy cái màu miệng là nói ăn Dạ. chơi nhà mình lắm khi cũng đỡ lót rồi Nhưng mà ở đây thì con thấy là nó không có gì hết trơn, mà bình không thường có à. buông xuống lại không có gì Dạ, tự nhiên nó xuống, nó nhồi lên, nó nhô lên rồi nó lặn xuống. lặn xuống Dạ.
rất là đặc biệt, mà bây giờ vẫn còn nhô lên chút xíu thôi. Ừ. Thì ở đây là nằm ở trong bốn con thẻ ha, có nghĩa là bốn con thẻ mà sau này thì sẽ gọi là giữ cái đời núi Ông Cấm, lập đời Thượng Môn Thánh Đức đó quý vị. Thì mày nói chuyện đó thì mình nói theo cái sách giáo hay gì đó nó nấy, chứ nhiều người ở đây đi xong mà nói còn không đúng Dạ đúng dốc rồi. nó lâu. Tại vì cái đó là ở trong kinh giảng sau thì mình chia sẻ lại vậy. Dạ. Ông bác giữ cái này là từ đời này truyền sang đời khác hay sao ông bác hả? Cái này ông nội về ông về hồi đó ông về ông coi đây nè, Dạ. ông qua mấy đất này Dạ. thì các cái dinh lên rồi ông già ông chết rồi đó, ông già tôi cũng chết đó, tôi năm nay 81 tuổi rồi. Dạ, giống như là thừa kế lại cái nơi này. Dạ. Ở đây này thì mình có gồm những cái ngôi thờ gì với bác có thể dẫn con chia sẻ xíu, con lần đầu con đến luôn á. Con không biết là nơi Đúng đây là có những rồi, cái nơi như thế nào á. ở đây ngoài ngoài trước mình thờ Bác Hồ công ơn ông Dạ, đây là Bác tạo Hồ. xây Dạ. dựng nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp Rồi dân kế tộc. đây là hội đồng trong quan mấy ngày Dạ. gọi là Dạ. kế ở trong là các thầy. Quan Thượng Đẳng Đại Thần. Đó là hội đồng trong quan. Còn cái lương hương này là đây là ông thẻ hả bác? Hay là ở À, đây là cái gì? đó là lưu thờ ông thẻ, ở trên là ngôi Tam Bảo. Ở trên là ngôi Tam Bảo. Dạ. Còn này bàn thờ Phật thầy. Dạ. Phật thầy. À Phật thầy là ở trên, Đức Phật thầy Thế An. Còn ở Mười dưới. hai đạo Dạ 12 ông đạo, tức là dưới thập đó. nhị hiền thủ là À, 12 đệ tử của Đức Phật thầy Thế An. cái đó là cố bà Dạ ông và Đức Cố Quảng, à tức là Đức Cố Quảng Trần Văn Thành. không Dạ. thể ngày xưa. Dạ là cái người mà đã một vị mà đã cấm bốn thẻ đó ha. Mà có nghe nói hồi xưa là Đức Phật thầy đó là ngài, ố đúng rồi, Đức Phật thầy ngài sai Đức Cố Quảng Trần Văn Thành đi cấm, thì ngài nói là miễn sao giác, mà cái câu chuyện đó làm sao cho bác giác cái ông thẻ Cái chuyện đó lại là cái lộn với nhau ông xin về à. cái đó, nói cái chuyện đó ông Phật không muốn thì chắc có lẽ nhắm mắt tới đó, chứ hồi đó trên rừng thì gắn hổ may cọp kéo gì không chứ đâu đi bộ được, Dạ. còn xuống sông thì xấu rồi người kia nó quất à, chứ chắc ông ra lệnh thì tới đó cấm vậy thôi. Dạ. Còn cái duyên duyên mình không biết được, cái đó là đời Dạ. mình không có rồi, đâu Dạ. không có mình không. Còn bà đó là bà thờ vậy, cúng Quyền quyền còn ông tổ. bà, Dạ. còn này cũng mấy ông cúng cái nghiệp. À tức là những cái vị trụ trì nơi đây đó ha. À, hình như nghe nói là Đức Cố là ngài, hình như là nghe Đức Phật thầy ngài sai đi cấm, nhưng mà giác bốn con thẻ tới đâu thì rớt tới đâu cấm ở đó hả bác? Thì mình chắc vậy rồi, À. vì ông kia ông có cái quyền huy đó Dạ. thì ông giác tới đâu thì cấm tới đó vậy chứ không gì. Cái Dạ. cãi lộn chúng tôi thấy cái ông mà nói giác tới đâu cấm tới đó là có đúng cái lúc ông kia ông cãi ông nọ ông đi đường cọp cũng xin đi được chắc không ai dứt. Còn Dạ. ông nội kia ông ấy trống Dạ. chuồng như sông cây nó ngã hồi đó với cây đầu lấy hai ba người ôm chạy trống được Dạ. mà thịt gà sống rút À lúc đó thời đó đúng rồi còn rừng rậm hay rừng còn cá rậm mà sấu. hồi đó rừng rậm mà Dạ. đó vậy đó hèn chi À. cái ông mà nói chắc té đâu là cấm đó rồi. Bây giờ Dạ. 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 Như tới đâu gớt ở đâu cắm ở đó đó. mà nói tới ông Phật rồi thì ông Phật ông muốn như ông muốn mà giờ ở đây gì chứ tức tưởng ông ở dưới tỉnh An Giang ở dưới Duyên giờ không biết Dạ. ông ở vườn quê ông rồi ông muốn ở đâu thì ông ở đó thôi, với ông Phật thì còn gì nữa. Dạ. Là kiểu như muốn cấm ở đâu nhưng mà tại vì nói như vậy thôi đúng không? Dạ. Cái này rồi đó đó tạo về nước đi chiếm nước Việt Nam 1.500 năm về nước. Dạ. Mà khi ông về hồn mặt cũ đó là ông là từ ếm khi về ếm ếm là Việt Nam này cho kêu Việt không có chữ nghĩa gì vậy, ông đóng không không Trung Quốc À, ông đâu không biết là Việt Nam mình giống như sau à. này sẽ có long mạch hay này kia vậy đó ha. Ông ếm đi rồi Phật thầy ông ra năm đó ông ra thấy như vậy rồi niệm nước Việt Nam mình rồi ông ra bốn thẻ ông thẻ ông kêu Đức Cố đi kiếm bốn thẻ là tao Dạ. về cấm sau này nước Việt Nam mình để có mở ra chữ nghĩa nè, chứ không ai là nó ếm cho nước Việt Nam mình tiêu diệt đó mà cũng thì Dạ. thầy xuống bốn cái ếm rồi là bốn cái ếm của mặt cũ nào mình uống nước anh dâng lên luôn à, cái À, có nghĩa là bốn cái ếm của Đức Phật thầy ếm xuống là cái ếm của mặt cũ là dâng dâng lên. lên
hàng chi bây giờ mình phải có biết chữ biết nghĩa, có vua có chúa nè. Dạ. Là cũng nhờ Phật thầy mình, chứ không có Phật thầy mình làm tụi mình dốt hết đi. Dạ. Đó. Ngài đã biết được cái việc sau này nó xảy ra. Mà mình không biết cái chuyện gì, mình cứ nói cái đó là công an người ta ấy. Dạ. Cái đó không biết nói, còn không biết là thôi cái chuyện gì, không biết đâu nói núi nổ rồi nói chuyện đó, không biết là chừng nào nổ ở tính sau. Dạ. Dạ. nói, Như nói vậy thì cái cây mà ở ông thẻ nơi đây, tức là ông thẻ số 1, được gọi là ông thẻ gì vậy bác ạ? À? Ở đó rồng xanh đó. Rồng xanh. Tôi vừa mà tắm mấy cái tuổi gì rồi mà biết cái không gì quên. mà đế đế là tự nhiên nói À, là. đây này ra đi ra coi cái bún ông. Dạ. Nhưng mà trước khi con ấy thì con xem cái này, ở đây con thấy có một cái ngai cái ghế gì là sao bác? Cái gì? Cái ghế ở trên cái chỗ đó đó. Cái ghế này anh em người ta bà con người ta lắm khi người ta về già người ta nói cũng đúng. Dạ. Bây giờ đó người ta đem cái ghế lại, người ta nói cái ghế là mình phải con thờ thôi. Dạ. Chắc cái ngai này là chỉ vua ngồi chứ không có cái ông nào vua, ông nào tướng tá này dám ngồi được cái ngai chứ. Dạ. Ngai vàng là chỉ vua ngồi thôi. Dạ là cái ghế Nha. đằng này đi ha, Bủ Sơn Kỳ Hương này đó ha. À, Ngày nhưng mà trước cái ghế này là để ở đây hay là để trên bàn thờ hay là để ở đâu vậy bác? không có, hồi ngày xưa thì để bàn thờ, bây giờ mình nói lại là mình không biết, bây giờ chặt phải lấy xuống. Anh em đã nói chặt cái đó là ngai vàng, cái đó là cái ngai chứ không phải là cái ghế. À tức là cái ngai vàng cho vua chúa ngồi. Vua ngồi không có ông nào ngồi được trên á. Dạ. Hàng chi đó mình không biết, mình làm thờ Bác Hồ để trên đó là mình có lỗi đó. Dạ. Hàng chi lấy về đây dùm để đó đó, không có gì. Dạ. Bốn ông rồng xanh đó ở đây Dạ. nè, số 1 đó. Là ở nơi đây là Đông Phương Thanh Đế. Dạ. Dạ. Gà thứ hai là Bắc Phương Hắc Đế. Và thứ ba là Tây Phương Bạch Đế. Thứ tư Nam Phương Xích Đế. Như là Ngũ Văn Năm Sắc Năm Màu thì quy nộ phụng lao sao vui mừng lời của Đức Thầy. Ở Bắc Phương Hắc Đế là chữ Hương, còn Đông Phương Thanh Đế là chữ Bửu, còn Tây Phương Bạch Đế là chữ Kỳ, còn Nam Phương Xích Đế là chữ Sơn, tức là Bửu Sơn Kỳ Hương. À rồi cái này là Cấm Làng Vĩnh Thạnh Trung, Cấm Làng Vĩnh Thanh, Cấm Bài Bài Vĩnh Tế, rồi Cấm Dòng Cát Rừng Chàm Làng Vĩnh Điều. Như vậy thì bây giờ là đã có mấy ông thẻ lộ ra rồi bác? Bây giờ ở đây chỉ có hai ông thẻ lộ. Là ông thẻ số mấy bác ạ? Số 2. Số 2 với số 1. Số 2, số 3. À số 2, số 3 nhưng mà số còn 1. Ông này thì ông lộ mọi giờ ông lúc rồi. À. Với ông số 4 cũng lúc đi.